Đây nha, bắt đầu. Ok. Mấy hai? Có luôn. 111. 117. Đó, ok. 95 là lúc bắt đầu hả? 230 gì như vậy đó. Rồi, hôm nay vô đây sẽ tập 200 calorie nha. Bắt đầu. Sẵn sàng. 3 2 cao hay thấp? À, vừa đủ, không cao không thấp. Ok, rồi bắt đầu tập ha. Hôm qua tập 100, nãy giờ đứng đã 5 rồi, hôm nay tập 250. Cái 157 calo. Không sao. Đốt 80 calo rồi.
1 hộp 15 calo. Chúc chúc 172 173 nãy giờ chưa hồi về 160 nữa. Nó không giảm, nó còn tăng nữa. Hồi nãy 160, giờ 163 rồi. Càng nghĩ nó càng tăng. Một hiệp đốt 200 calo chắc rồi. Đúng mất nhé, xe nó chưa cả tích tích. Ok, rồi đo huyết áp sau tập. Rồi chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe và huyết áp của chúng ta trước và sau khi tập đó bằng thiết bị chuyên dụng đo huyết áp chuyên dụng. Vui lòng giữ im lặng và thư giãn, giữ phòng bích cố định ngang với tim. Tập được 220 calo trong thời gian 19 phút.
đó. Bây giờ kiểm tra lại cái app. Đây là những cách để kiểm tra sức khỏe của bạn rất tốt sau khi tập. Sao? Đó, chúng ta sẽ so cái thiết bị giữa Apple Watch và một cái thiết bị máy đo huyết áp và chỉ số và nhịp tim. Nhịp tim đang là hồi về 110 sau khi tập. Khi nãy nhịp tim cao nhất là 175 đúng không? Đúng. Cảm ơn bạn. Rồi, chính xác luôn, hai bên bằng nhau tuyệt đối luôn. 111. Đó, huyết áp tốt kìa. Huyết áp tâm trương 73. Là bác sĩ nói đúng rồi đó. Là 111 nhịp đập mỗi phút, kết quả đo là bình thường. Đấy, các bạn muốn khỏe mạnh các bạn phải luôn đo nhịp tim và huyết áp và tập thể dục đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ nha. Ok. 95 là lúc bắt đầu hả? 230 nhịp, như vậy được tính là nhịp tim đã hồi về cái thời điểm lúc bắt đầu nha, là sau khi mà giãn cơ nha. Rồi, 21 phút đốt 230 calorie với nhịp tim bình quân rồi. Ok. Rồi, giờ kết thúc buổi tập thôi. Kết thúc. Rồi, bạn đã tập 21 phút 43 giây. Calo hoạt động 195 calo, hai tổng lực calo tiêu hao 231. Bởi vì là khi mà bạn ngồi bạn thở giữa các hiệp tập thì được vẫn tính calo nó vẫn đốt. Còn cái này là nhịp tim trung bình đó hả? Nhịp tim trung bình là 134 nè. Đấy. Đó, ok.